để chuẩn bị theo dõi hiệp 2 cuối đầu giữa SCB Đà Nẵng và BKM Bình Dương. Như vậy là hiệp 2 vừa được bắt đầu và trong hiệp đấu thứ hai, SCB Đà Nẵng bảo vệ cầu môn ở bên phía tay trái màn ảnh của chúng ta. Hiệp 1 của trận đấu này đã kết thúc với lợi thế dành cho đối khách với pha lập công của Joseph Enwafor. Nếu như dựa vào số lần giữ điểm, thời gian kiểm soát bóng ở trên sân thì đó không phải là tỷ số phản ánh đúng những diễn biến của hiệp đấu đầu tiên. Nhưng bóng đá không bao giờ là kết quả của những con số thống kê. Và vì thế mà BKM Bình Dương vẫn hoàn toàn xứng đáng bởi khả năng chất chiêu những cơ hội hiếm hoi mà họ tạo ra với bàn thắng mở tỷ số của Joseph Enwafor. Và bây giờ thì mục tiêu của SCB Đà Nẵng trước mắt là phải tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Cơ hội! Tỷ số là 1-0! Ngay ở những phút đầu của hiệp đấu thứ hai, bàn thắng đã đến với đội chủ sân Chi Lăng. Trận đấu thứ ba liên tiếp, Ngọc Thanh ghi bàn. Bàn thắng thứ tư của Ngọc Thanh. Một bàn thắng cực kỳ quan trọng đối với đội chủ sân Chi Lăng. Sự thay đổi trong cách tiếp cận cầu môn đối phương mà đội chủ nhà thực hiện, và sự thay đổi đó đã được đền đáp với bàn thắng san bằng tỷ số 1-0 của Ngọc Thanh. Không còn là một tình huống treo bóng bổng vào trong quen thuộc nữa, đó là một cú căng ngang đưa bóng sệt vào trong. Và dường như đây là tình huống đã làm bất ngờ phòng ngự của BKM Bình Dương. Ta đang được theo dõi lại bàn thắng của đội chủ nhà. Một cú căng ngang rất vừa tầm của Dembele. Bây giờ là quả đá phạt cho đội khách, và sự nguy hiểm cũng đến từ quả đá phạt này. Cho dù vị trí ở rất xa so với khung thành của đội chủ nhà, nhưng khi mà đứng trước quả đá phạt là Leandro thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.